phà ra đây nha các bạn. Phà ra đây để cho máy xuống đi qua cánh đồng khác các bạn. Đây hai chiếc DC-70 nha. Bên trong phà nhóc trên các bạn ơi. Ghê cũng máy cũng dữ à, cái này gộ đồng. Rồi tiếp tục xuống thêm chiếc nữa các bạn ơi. Đấy, anh này đi một cặp máy ha. Giờ anh tài xế bắt đầu di chuyển lại cái máy các bạn. Xuống tới phà các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị để di chuyển theo mấy anh này các bạn. Hiện tại băng bị lúng cặp cái bờ mẫu các bạn, giờ leo qua bờ luôn nè. Còn quá kỹ thuật nè, quá gắt. Tại chỗ này thu hoạch hai máy các bạn. Rồi nay mình chia sẻ máy DC-70 các bạn, hàng thu hoạch cái miếng cặp giường các bạn. Đất rất là dẻo luôn nha, đất khô mà lọt lớp các bạn. Rồi hiện tại thì đang chia sẻ thu hoạch lúa 5451 nha các bạn. Đây thì giá 5.600-5.700 ký ở đây. Thank you.
thì cỏ luôn các bạn nha. Bông cũng đều gan mà cỏ quá thì cỏ. Trong đây bị đất biền, người ta không có kỹ bằng ngoài các bạn. Ngoài dạt đất lô á, thẳng gan.
Thank you.